Con đây kia nó cho nó xuống xe đi. Mà mẹ xe người ta ta kỹ từ chút mà nó lên nó dẫm đạp cái đó sao được. Tội nghiệp cậu mày lắm, mỗi lần về xe là hết một cục khăn giấy lau hết cái xe xịt xịt la xịt kiến dữ lắm. Không, nó dơ thiệt, con này nó dơ. Có con vết dơ luôn. Con này nó dơ thiệt nội ơi. Ăn uống kiểu gì giống đã nói chưa ăn trên xe đâu mà đi ăn trên xe chi vậy? Đâu dán bản cấm đâu biết. Trời ơi trời, đi dặn rồi chứ dán bản cấm cái gì mà nội. Mọi người hỏi em là chừng nào có bảng số quay nha chị Như. Có rồi, trời ơi. Cuộc đời bắt bảng số đẹp. Bảng số nào cũng đẹp hết trơn. Đây 94A 0 8 8 4. Bạn thấy tào lao rồi đó. Trứng. Trứng chín nha. Nữa nha. Chín. Bù 0 8 4 9 9. Bù. Thằng kia thì 6 5 0 8, con này bù nha. Không, nhưng mà khi mà em bắt ra đó thì những người đó người ta an ủi em kiểu trời ơi số đẹp chết. 99 là người qua tới kia là cũ cũ đó à, tốt lắm. Ai dịch được cái bảng số này của em không, dịch giùm em ơi. 0 8 4 9 9 8 4 2 cho 9 18. Bù. Có thể mình đi làm ăn chạy vùng đầu vùng cổ cũng được. Ờ à, đó. Đây bù nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Như đã sử dụng xe rồi. Thì bây giờ Như những cái tính năng của xe á, thì tất cả các kênh YouTube cũng đã review. Thì Như cũng sẽ không nói về tính năng mà Như sẽ nói những cái bất tiện khi mà ngồi xe Maybach. Nó kiểu như sao ta? Mọi người hiểu như này, đó là cái gì mà nó quá là thông minh á, thì nó sẽ gây ra rất là nhiều sự bất tiện. Ví dụ như đó, buổi tối nó sẽ càng bất tiện hơn khi mà cái đèn nó là tự động. Thì giống như là đôi khi mình ngủ gật qua đây một cái thôi, thì nó định nghĩa là mình muốn với lấy cái gì đó là đèn nó tự động sáng. Hoặc đôi khi là chạy trên cái đường mà nó lắc quá là đèn nó cũng sẽ sáng luôn. Đó, ngủ là nó cứ chớp tắt, rất là bất tiện. Rồi thêm một cái nữa đó là đặc biệt là người lái. Anh tài xế của tôi đã u đầu 2 lần vì cái chế độ tự thắng của dòng xe Maybach. Tại vì là nó thắng rất là gấp, mà nó thắng một cái là nhào đầu luôn á. Tức là Như đang ngồi vậy là Như nhào ra luôn á, rất là ghê luôn. Mà cái chế độ đó thì phải tắt chứ, mà mọi người chạy cái cung đường mà đông xe á, chỉ cần á xe nó hơi gần một xíu thôi là chiếc xe nó đã thắng lại rồi. Nó thắng xong là cái dây an toàn nó sẽ giật chặt mình lại luôn, là nó tự thắng luôn, không cần tài xế phải thắng luôn. Đó, để chút nữa kêu bật đi. Nếu như mà thấy em nhào đầu mà nghe cái bập bập á, là đó là chế độ tự thắng của chiếc xe mà của nhà em đó. Cái người ngồi ở đây á, cái người ngồi cái ghế này nè, là sẽ chỉnh được cả cái chức năng lái của tài xế luôn. Mình ngồi ở đây là cái người mà ngồi dưới này á, là sẽ chỉnh được luôn. Nó chỉnh tất cả, nó đều cho cái người ở sau quản lý hết được luôn á. Hay lắm, nghe nhạc mà muốn tắt thì sao Như cũng tắt được. Mà chỉnh cái chế độ chạy sport hay là chạy cái gì đó thì Như cũng muốn chạy sao Như không cần nói, Như sẽ chỉnh trực tiếp trên màn hình hoặc là trên cái iPad luôn. Cái này nó cũng có thể chỉnh ở đây nữa nè. Đó, đang chỉnh. Nó còn nhiều cái để mình dọc lắm, ngồi dọc tới chiều luôn. Có, với lại thêm một cái bất tiện nữa đó là những cái mà nó thông minh quá, đôi khi mình cũng bực bội á. Đèn xe là bực bội nhất. Nó bị kiểu nó tự động quá, cái nó bị mát á. Say xe. Ủa vẫn say à? Kỳ vậy. Biết chỉnh xe chưa? Chỉnh coi. Nhìn đi. Nhìn. Ủa nó có đang lên không vậy trời? Má ơi, cái đó đẩy ngược lên. Nó đang lên đó, bấm từ từ nó mới lên. Trời, con này tao tức nó ghê luôn. Mày bấm cái này nè. Ủa nó lên luôn. Sao mà ông qua em nói. Qua em nói. Nói gì? Làm bắn là cũng chết. Thấy sao? Hết say chưa? Hết say xe chưa? Ủa, ban ngày mình chớp mắt ngay cái camera nó có báo mình buồn ngủ không? Không, ban đêm rồi. Ban đêm á, nó có một cái chế độ rất là hay, là nó có một cái camera xéo cái người lái á. Nó có một cái camera trên cái kiến, đó, kiến gì anh Liêm? Nó nằm đâu chỉ ơi, nó nằm đâu? Cái camera mình nó báo buồn ngủ á, nằm đâu? Nằm ngay góc bên đó đó. Là tức là cái chế độ đó là khi mà người tài xế mà dòm lên cái đó đó, dòm lên cái camera đó mà chớp mắt á, là nó sẽ định nghĩa là nó nói là tài xế buồn ngủ. Mà chiếc mẹt E, ví dụ như là tài xế buông tay lái, hơi lơi tay lái thôi, thì nó sẽ kêu là tinh 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 tinh. Xong rồi là sẽ có một cái cốc cà phê, thông báo là bạn nên nghỉ và uống một chút cà phê. Đó, nó kêu người tài xế như vậy. Đó, còn kêu làm không làm thì tùy. Nó kêu làm thì tùy, đó là chiếc mẹt E. Còn chiếc xe này thì là nếu như mà camera nó bắt được là tài xế chớp mắt, kiểu như là chạy mà chớp mắt thì nó định nghĩa là buồn ngủ, thì nó sẽ báo. Nhưng mà nó báo thì nó sẽ không cho mình chạy, mà nó phải yêu cầu là cái chiếc xe này phải tấp vô một cái nơi nào đó, ngừng lại, xong rồi tắt máy xe, rồi bấm khởi động lại, nó mới cho chiếc xe tiếp tục đi. Chị nguyên một chặng đường anh Liêm cứ chạy mở mắt gì cho em. Không phải, chắc là anh Liêm phải nhắm mắt làm sao đó thì nó mới báo là anh Liêm buồn ngủ. Nhắm lâu dây gì quá. Ừ, đó, nó mới tính là buồn ngủ. Xong rồi đó là nó ý nó là, bởi vì nó mới gọi là cái sự đảm bảo cái sự an toàn rất là cao cho chủ nhân là vậy. Khi mà đi khuya đi đồ mà tài xế có buồn ngủ là nó sẽ phát hiện ngay và nó báo liền. Đó, cái cảm biến của nó rất là cao, nó báo liền luôn. Đó, giống như hôm bữa anh tài xế của Như là anh không có buồn ngủ, đang 6-7 giờ thôi, nhưng mà anh chớp mắt giống như kiểu nó định nghĩa sao để mình hỏi. Nhưng mà anh chớp mắt là nó đang đi trên đường vậy đó, là xe đạp đi không anh Liêm? Đi nhưng nó báo nó ngừng. À đi, xe vẫn đạp đi. Nhưng mà nó kêu là ngừng. Ngừng xong rồi là ngừng rồi đó nha. Nó vẫn báo tiếp là phải điện cho hãng hỏi, thì hãng nói là anh phải ngừng xe, tấp vô lề xong tắt máy xe xong khởi động xe lại thì chiếc xe nó mới ngừng báo. Thì lúc đó là chắc là tắt máy xong mà khởi động lại tài xế tỉnh rồi đó, tỉnh là cái chắc rồi đó. Đó thì cái đó nó cũng rất là hay, rất là hay. Có cài chế độ tự thắng chưa? Con Tiên cầm kỹ cái điện thoại một chút, gớt cái điện thoại nha, nó đừng hối hận nha, nói thiệt. Ti nè, coi chừng quăng cái điện thoại vô màn hình, bể màn hình đền nè. Chỉ cần có những nó cảm nhận được những cái giống như là bước chân người luôn á, chứ không còn là xe nữa. Xe hồi xưa chỉ là xe hơi thôi, còn bây giờ là xe máy, kể cả bước chân và kể cả con vật luôn, nó cũng vẫn tự thắng được. Rất là thông minh nhưng mà cũng rất là tào lao. Ngủ hay là lâu cái hư cũng không biết sao hư. Giống như hôm bữa vậy đó, cái ghế này không chỉnh được cái chế độ mà ngã cái giường ra, nó báo hết điện. Tại vì là xài cái chế độ gì ở trên đó đó, nó báo hết điện. Ổn không? Trời ơi, đi đeo á, đem cái mền hàng ghê luôn. Hình luôn, mền gì LV lu tươi à. Trời ghê. Chiếc này bảo dưỡng lần nhiêu tiền à Liêm? Mình chưa bảo dưỡng nào, chiếc này là chưa đi mà. Chưa biết mức giá không? Hồi xưa lúc mà đi mua mẹt á, nhiều người á, tư vấn Như á là đừng nên mua mẹt. Gọi gì? Mua mẹt tới 40.000 cây là bán bỏ rồi. Tại tiền bảo dưỡng nó tới 40 mấy triệu. Tới nó hồi đó bị hù mấy ba, cũng sợ á mấy ba. Gì ghê trời, bảo dưỡng gì 40 mấy triệu, trời ai bảo dưỡng nổi trời, kiểu vậy á. Ừ mà sao nghĩ nó rất ngu ghê. Hù gì mà tào lao vậy trời. Mẹ đã có tiền mua xe, tiền bảo dưỡng thì có thôi, chứ làm gì mà tới 40 mấy triệu bán xe trời. Trời, tôi hận cái ông nội mà tư vấn tôi ghê luôn á, chán vậy sao. Giống như cái gì mà mình chưa trải nghiệm là người ta vẽ mình vậy. Mọi người ra đời làm ăn gì nữa, cái gì mà mình mới làm mà mình không biết nó vẽ mình là trên trời dưới biển, trên đất dưới núi dưới non á. Rồi phải ngu vài lần, có tiền ngu rồi á thì mới bảo là thông não. Ê, thà là không biết bật chế độ nha, chứ mà hả bật chế độ sao mà gung quá à. Nó thắng 2 lần là tài xế đập đầu 2 lần vô cái kiến luôn á. Tại vì tài xế không thắt dây an toàn. Chứ nếu mà tài xế thắt dây an toàn là giật tài xế lại đâu đập đầu được. tức là cái xích beo á nó sẽ gịch cái người lái lại và cái người mà ngồi lại, chỉ có không thắt dây an toàn mới nhào đầu thôi. Mà cái chế độ mà thắng á là không phải tắt luôn được đâu nha. Khởi động xe thì phải luôn luôn lúc nào phải nhớ là tắt, quên tắt là nó sẽ bật lại, chứ nó không thể nào mà auto tắt được. Đèn nó cũng vậy á, nó không thể nào auto nó tắt được, tắt luôn được. Nó là mặc định trong xe rồi, nó quy định vậy. Ba cái đèn đọc sách này nè là nó quy định vậy. Lần đầu tiên tôi lên xe, tự nhiên cái bắt đầu tôi đang cái tay qua đây, cái con này nó mở lên. Cái hỏi tôi nhớ là tôi đâu có mở đâu. Xong rồi tôi hỏi má này tắt làm sao, nó cũng không biết tắt luôn, tự nhiên nó mở lên hai cái. Nó tưởng là mình với lấy cái gì á, nó sẽ, nếu mà tối quá nó sẽ mở cái đèn lên, nó tự động. Xui. Ở ngồi thì nó cũng thoải mái, ngồi nó êm, cái xe ngồi nó nằm nó cũng thoải mái, nằm ngủ, dễ ngủ. Xong chỉnh đây, tập chỉnh đây đi. Sao hôi chỉnh đi cho biết. Hôi gì? Nắng không? Mở rèm cửa lên nha. Mở rèm lên nha. Rèm chống không? Lên. Đâu lên được, đâu tự động được. Khùng. Ủa đâu rồi? Cái trần này nó không bị nóng nè. Mình dán lại hay là tại vì nó không bị nóng nè. Chiếc mạc nắng bể đầu. Cái trần của chiếc mạc, mạc E nắng bể đầu. Không dán ngồi hồi là điên. Nó nóng lắm. Cho nên nè, mọi người ngồi trong xe, ủa sao giờ thấy nó ồn rồi đó nha. Ủa anh mở kiến hay gì anh Liêm? Sao em thấy nó ồn quá vậy ta? Gió hả? Gió lạnh nè. Chứ lần đầu tiên em lên xe giống như bị cách biệt với thế giới ngoài. Không nghe chứ. Hay là lúc khởi động nó không nghe chứ giờ. Ừ, mà đâu nghe được tiếng xe gì ngoài đâu. Êm lắm. Tối mà tắt hết đèn như cái phòng ngủ vậy, sợ tài xế buồn ngủ không dám. Nãy giờ chưa tự thắng à. Tiên ngầm chắc nha, nói thiệt đó. Chưa test cái đi ha. Test cũng hết hồn lắm, khó chịu lắm. Khó chịu. Thà tự nhiên test cái hết hồn. Gia đình em đang test cho mọi người đó. Gia đình em cũng đang hết sức là kiểu hồi hộp đó, tại vì gia đình em ai cũng trải nghiệm được cái đó. Cái gì cái kiểu này mà kiểu nào, kiểu sao chở mà bà con cô bác mà lớn tuổi ha, bị huyết áp, bệnh tim rồi đó. Nó thắng một cái chắc vô bệnh viện luôn á, lên huyết áp. Mệt. Không nói thiệt, cái này không nói giỡn, nói thiệt á. Này tôi không chở mẹ tôi được đâu. Nguy hiểm lắm. Chở nhớ tắt. Ông Liêm nè, nó có chở mẹ chồng em nhớ tắt nè. Ông Tiên nó dịnh rồi kìa. Tiền nó dính với xe rồi kìa. Ai cướp đi rồi nó thắng chứ tự nhiên kiếm người mà cướp xui lắm. Lâu lâu có một thanh niên mà gấp gáp đó thì nó thắng cho coi. Hôm bữa là Như đi chợ, cái cô đó cổ chỉ đi bộ thôi, cổ đi trước đầu xe như thôi mà thắng cái cụp vậy á. Nó cảm nhận được bước chân luôn á, chứ không, nó cảm biến của nó chứ không phải là chỉ cảm nhận được cái lực xe máy chạy đâu. Có rửa chân cho mẹ. Hay quá. Ghê yeah. Cái hình xăm nó chảy ke. Ừ sao hình xăm mà chảy màu vậy? Dơ quá chơi mà vẽ. Giang hồ giang hán mà mướn người ta lại vẽ mà. Xui ghê luôn. Tập tành hả mày? Như có bệnh bị đau cổ vai gáy. Thì khi mà bị đau á, thì phải có cái gì đó nóng nóng để mà dán vô người thì nó mới giảm cái nhức lại. Hồi xưa Như đau tới lúc tới mức mà ra đường ta nói mình chảnh á, nó mặc cái gì nè, cái cổ Như nó bị ấy á, là Như phải đi làm vật lý trị liệu mỗi ngày luôn á. Giờ đỡ rồi nhưng mà lâu lâu nó cũng bị lại. Cái bệnh đó thì nó theo mình cả đời chứ nó không có hết được. Mình làm việc nhiều, mình ngồi nhiều là nó sẽ bị. Thì cái xe này nó được cái là nó có cái chức năng làm nóng á, làm nóng ghế á, làm ấm ghế á. Mà nó ấm, nó có thể ấm từng vùng theo mình mong muốn. Nó có thể ấm từng vùng theo mình mong muốn chứ không cần phải là ấm ở một điểm đâu. Thì Như hay làm ấm ở cái sau gáy nè, với lại cái phần vai. Ngủ cũng thấy ngon hơn, đỡ mệt hơn khi đi. Nó thấy ok. Chỉ có bất tiện là lâu lâu hơi tào lao là cảm biến tào lao thôi. chứ nói chung là trải nghiệm thì cũng rất là ok. Mà có cái đêm đầu tiên đi nó là hơi bất ổn, ghế hết điện không chỉnh được, nó báo mai phải dục qua hãng, rồi đèn thì chớp tắt liên tục, xe lắc qua đây cái nó chớp, xe lắc qua đây cái nó chớp, xe lắc qua đây cái đèn đọc sách nó mở, muốn xỉu. Bữa đó đi không có ngủ nghe gì được. Má còn đó, nó thắng đó, đó nó mới thắng cái bụp đó, nhưng mà cái này nó thắng nhẹ tại có anh Liêm thắng, mới nghe cái bụp đó nghe ông Tiên. Ủa khi nó thắng là nó sẽ làm sao anh Liêm? Nó khóa 4 cái vỏ lại hả? Rồi anh đạp ga nó đi không? Đâu hụt, mình hụt chân ga luôn rồi. Tiên thắng hụt chân đâu nhớ tới, nó tự thắng mà. À là cái chân ở dưới nó cũng nó cũng đẩy vô luôn, cái chân thắng nó đẩy vô luôn. Mình tài xế mới chơi giới á. Nhưng mà chế giới cũng đâu làm gì được. Đúng rồi. Hồi xưa chế giới là đạp bậy chứ giờ chế giới đâu làm gì được, nó thụt cái chân vô luôn mà. Nó khóa 4 bánh lại luôn mà. Nó siết tài xế lại nữa, giống như má thụt vô khóa 4 bánh siết mày lại luôn, chói lại. Không được nhúng nhích, khỏi phản ứng. Hay á. Công nghệ giờ hay. Nó có chế độ tự lái nữa đó. Mà đường phải ở nước ngoài á mới tự lái được. Đường Việt Nam tự lái không được. Hồi xưa như có một người anh mua chiếc Audi. Hồi xưa Audi cũng có chế độ tự lái nữa. Mà xịn quá, chở hết nổi rồi. Bật chế độ tự lái lên mày ơi, rầm banh xe. Thôi không đụng ai. Chạy hồi ngủ bật chế độ tự lái lên chạy thử. Thấy đường vắng nè, tưởng chạy được, bật lên. Rồi thí vô chiếc xe tải người ta, banh xe. Xui. Đường Việt Nam là mấy chế độ tự lái là có được giới thiệu cũng khỏi mua, tại vì nó không có áp dụng được, nhiều xe nhỏ quá. Chế độ tự lái là phải không có xe con á mới bật được. Ê, cái ghế nó có bắt nhạc cho tôi ngủ nữa nha mọi người. Đây nè, đâu rồi? Bữa tôi mới dọc tôi thấy nó có chế độ ru ngủ. Không biết đâu nữa mà nó có chế độ ru ngủ. Để tựa đầu. Tự ngủ à? Tự ngủ. Ừ, mày lên đây mày ở dơ nó chửi mày đó nghe. Ê để tao điện cho cậu mày thử chọc nó, mày ở dơ thử anh chửi. Anh ơi nó ở dơ tưa từng thấy. Ai? Con Ti. Nó uống trà sữa nó đổ sao xe ha, rồi bánh ha nó đổ ha. Trời ơi là trời là chân không rửa ha, nó gác lên xe giờ dính bụi chùi không có ra. Trời ơi là trời, kêu nó xuống xe đi, xe hai bánh đi, nó làm như chùm mệnh cho vậy, trời bị chửi à. Chứ gì nữa. Con đi kêu nó cho nó xuống xe đi. Mà mẹ xe người ta kỹ từ chút rồi nó lên nó dẫm đạp cái đó sao được. Tội nghiệp cậu mày lắm, mỗi lần về xe là ha, hết một cục thằng giấy la hết cái xe xịt la xịt kiến dữ lắm. Không nó dơ thiệt, con này nó dơ. Chết dơ luôn. Con này nó dơ thiệt nội ơi. Ăn uống cái kiểu gì đã nói. Chưa ăn trên xe đâu mà đi ăn trên xe chứ vậy. Đâu dán bản cấm đâu biết. Trời ơi trời. Đi dặn rồi chứ dán bản cấm cái gì mà nội. Nó dơ chưa từng thấy con này nó dơ trời ơi. Nè coi nè xe banh. Thì nó sợ bị chửi chứ gì. Con đó nó về tụi đập mặt. Về đó là cấm ăn uống nha. Không có cho ăn uống nha. Đói sáng giờ luôn. Tao mà dở cái mền mày lên coi. Dở cái mền lên. Rồi cũng khô mà gom dục chân rồi. Nãy giờ Bích Tiên đang thử trải nghiệm cảm giác thắng gấp mà anh Liêm chưa dám thử. Nói thôi ngẫu nhiên đi hên thì được trải nghiệm. Vô mấy đường kẹt xe là nó dính liền. Nãy mới thắng thôi mà thắng nhẹ. Ủa nãy hia đâu hia? Cái đêm chuyện